Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm bánh tằm khoai mì nha các bạn. Cái món này ăn vặt rất là ngon luôn. Khoai mì thì mình cũng mua về, mình gọt vỏ sạch ha, mình đem đi ngâm nước một đêm tới sáng ha, sau đó chúng ta sẽ đem đi bào. Rửa sạch sẽ rồi các bạn, chúng ta bào cho nó mịn mịn các bạn. Bào vậy nè, nếu mà các bạn không có đồ bào thì các bạn cũng có thể lấy cái sơ ra chính giữa ra, rồi chúng ta sẽ đem đi xay máy sinh tố cũng được. Sau khi bào xong thì mình sẽ dắt nước cho nó khô các bạn. Một ký khoai mì dắt ra tầm 450 gram khoai mì rồi các bạn. Nè, sau khi dắt ra xong nè, rồi chúng ta chuẩn bị nè, dừa đó là dừa gám đó các bạn. Ở đây là đường nè, 50 gram đường, 50 gram bột năng và 100ml nước cốt dừa chúng ta trộn vô cái khoai mì các bạn. Còn dừa gám thì chúng ta sẽ để hồi trộn sau. Mấy nước này là nước cà gót, nè, qua đậu biếc với lá dứa và lá cẩm. Rồi cái nước khoai mì khi mình dắt xong mình để hồi thì nó lóng xuống nè các bạn. Mình lấy cái phần bột ở dưới thôi, cái nước trong ở trên mình chắc bỏ ha. Cái đó là tinh chất của khoai mì các bạn, nó rất là dẻo luôn. Rồi chúng ta nhồi đều lại. Sau đó chúng ta múc ra làm chia ra thành 5 phần ha. Một phần màu trắng, một phần lá cẩm nè. Lá cẩm thì mỗi cái màu thì chúng ta sẽ bỏ vào 30ml nước ha. Nước lá cẩm, nước cà gót cũng 30ml luôn. Rồi nước lá hoa đậu biếc cũng vậy luôn ha. Không có nhão đâu các bạn, đừng có sợ ha. Đó, hoa đậu biếc cũng 30ml luôn ha. Tại vì mình thấy nó mềm chứ mình hấp ra rất là dẻo các bạn, rất là ngon luôn. Rồi cái màu xanh lá dứa là chúng ta cũng để 30ml luôn. Cái màu trắng thì chúng ta thêm một chút xíu nước cốt dừa, cũng 30ml nước cốt dừa vô nha các bạn, cho nó mềm đều quá. Nếu màu trắng mà mình không có để thêm nước cốt dừa thì nó sẽ bị cứng nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt cái nồi lên, chúng ta chờ cho nước sôi rồi chúng ta mới để vô, chúng ta hấp. Hấp tầm 20 phút rồi bánh mình sẽ chín nha các bạn. Khi bánh chín thì chúng ta sẽ đem ra để cho nó nguội, chúng ta mới sắt cái lá cẩm mình mua về, cái mình nấu thành nước rồi các bạn, rồi mình chia ra từng bọc nhỏ nhỏ đặng mình xài nó màu nó tươi hơn. Cái màu lá cẩm này của mình mua về, cái mình để vô cái tủ đông đá đó các bạn. Bây giờ mình đem ra mình nấu cái nước nó không có được tươi các bạn, nó màu nhợt nhạt quá các bạn. Rồi sau khi mình để nguội xong thì mình sắt sợi sợi vậy nè. Nhớ là để cái dao là mình phải bọc ni lông nha các bạn, hoặc có bọc gáp vậy các bạn quấn lại sắt nó không có bị dính dao. Rồi khi mình sắt xong thì mình gắt cái dừa bào lên nha các bạn. Dừa này mình xài dừa gám nó mới ngon các bạn, đừng xài dừa khô nó không ngon đâu. Sau khi mình sắt xong hết trơn là trộn 5 màu lại với nhau nè, thấy cũng đẹp quá đó các bạn. Rồi bây giờ đó mình sẽ đi rang muối mè nha các bạn. Muối mè ăn chung với cái này ăn rất là ngon, có muối mè nó mới ngon, còn không có thì ăn nó cũng không có ngon bằng đâu ha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho vào đây một chút xíu mè, rồi một chút xíu muối nha các bạn, ít muối thôi tại vì mặn quá cũng không ngon đâu. Mình chủ yếu là ăn mè nhiều nhiều cho nó thơm. Sau khi mình rang muối với mè nó vàng vậy là được rồi các bạn. Mình tắt lò, mình cho vào đây 2 muỗng canh đường ha, cho nó ngọt ngọt vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới là gắt lên trên cái bánh tằm này nè, mình ăn nhiêu mình gắt nhiêu ha. Cái này mình gắt lên mình chụp hình cho nó đẹp cho các bạn coi, để mình ăn thử các bạn coi. Ăn cái màu xanh lá dứa đi. Nó dẻo các bạn, nó thơm, hầm lá dứa béo béo, muối mè nặng mặn ngọt ngọt thơm thơm rất là ngon luôn. Cái bánh rất vừa ăn, không cứng quá cũng không mềm quá nữa các bạn. Khoai mì rất là dẻo luôn, rất là ngon luôn. Ngon quá các bạn ơi. Chấm miếng muối mè.
Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất dễ làm luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới, các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.